Xin chào các bạn. Hôm nay thì mình xin được giới thiệu cho các bạn cái thiết bị mà mình sử dụng để quay những video trên kênh Câu Lươn. Thì trong đợt vừa rồi thì mình cũng nhận được khá là nhiều các cái câu hỏi của các bạn về là mình dùng thiết bị gì để quay. Đấy thì mình đang sử dụng con GoPro 7 này. GoPro 7. Và mình dùng cái chân này, đây gọi là cái chân bạch tuộc đấy. Khi mà mình đi quay thì như các bạn đã biết thì ở ngoài đồng thì có thể là lúc nắng lúc mưa đấy, và khi mà mình ngồi mình câu thì có khi là rất là dễ bị nước cái bắn vào. Cho nên là mình dùng con GoPro camera hành động này thì nó có cái chức năng là chống nước, cho nên là nó sẽ tránh bị hư hỏng. Còn chất lượng hình ảnh của GoPro thì các bạn có thể tìm kiếm ở trên mạng. Mình dùng cái chân bạch tuộc này bởi vì nó khá là linh động. Khi mà mình muốn đứng cho nó đứng thẳng cũng được, mà cho nó đứng cong để quay cận cảnh các cái lần mà mình đưa lưỡi câu vào lỗ đấy, vào hang đấy. Uốn cong như này để cho nó quay cận cảnh được cái hang lươn. Công việc của mình thì chủ yếu là mình làm bên mạng truyền thông, nhưng mà ngày xưa khi mình đang còn ở quê thì mình rất là thích đi câu lươn. Đây này thì vẫn giới thiệu lại với các bạn cái lưỡi câu của mình. Đây là chiếc lưỡi câu của mình hay sử dụng để câu câu lươn. Các bạn nhìn thật kỹ nhé. Trên kênh Câu Lươn thì mình có làm một trang fanpage trên Facebook cũng là Câu Lươn. Đấy là kênh Facebook của mình. Thì nhiều bạn lên kênh Facebook cũng có nhắn tin cho kênh là hỏi về lưỡi câu đã làm như thế này đã được chưa. Đấy, thì trong video này thì mình cũng giới thiệu luôn về cái lưỡi câu của mình. Thì các bạn nhìn qua thì các bạn sẽ biết được là lưỡi câu của bạn đã đạt tiêu chuẩn hay chưa. Đấy, bạn nhìn kỹ này. Lưỡi của mình nó chỉ nhỏ như này thôi. Vì sao nó lại nhỏ như này thì mình cũng xin chia sẻ là, như các bạn đã biết thì khi mà các bạn câu lươn ở những cái vùng đồng nước ấy hoặc là cái bờ ấy, tại vì lươn thường hay làm hang ở các cái bờ cỏ. Đấy, thì và cái hang lươn ấy, thì nó rất là vòng vèo, nên là nếu mà các bạn làm một cái lưỡi câu mà có cái khuyên, cái vòng khuyên này, đấy, nó rộng thì nó rất dễ vướng vào cái rễ cây, rễ cỏ ở trong cái hang, hoặc là nó mắc vào các cái hòn đá thì nó sẽ khó rút ra được. Đấy. Và cái lúc mà bạn đưa mồi vào thì nó rất là khó vì nó vướng. Cái thứ hai đó là như bạn biết là cái con giun ấy, nhiều nơi gọi con chùn ấy, thì con chùn nó bé thôi, nó chỉ bằng hơn to như cái đầu đũa là câu là hợp lý. Cho nên là cái việc mà các bạn cho cái khuyên này to quá thì nó sẽ lộ, và lươn nó ăn nó sẽ hay bị nghi ngờ đấy. Cho nên cái vòng khuyên này các bạn để nhỏ thôi. Đấy, các bạn nhìn cái lưỡi câu của mình nó khá là sắc. Các bạn lưu ý rằng là khi mà câu lươn ấy, thì khi mà câu lươn về thì các bạn để mà giữ cho cái lưỡi câu, cái dây câu của bạn luôn được thẳng như thế này, thì các bạn treo cái dây này lên đầu dây câu ấy,
thì mình có buộc như thế này, thì mình treo lên. Thì các bạn móc cái lưỡi câu này vào một cái dây sắt, có buộc một cái hòn đá hoặc là buộc một cái gì đấy để làm sao mà cái dây câu của bạn nó thả nó thẳng. Mình thì bình thường dùng cái con dao như này để móc cái dây của mình nó được thẳng. Đây mình hạ trùng xuống và dây của mình không vẫn thẳng thẳng, nó không bị cong. Các bạn lưu ý khi đi câu về thì các bạn nên bỏ dây câu ra, đừng có cuộn tròn nhé. Các bạn nên treo nó lên và buộc, treo nó lên và móc cái lưỡi câu này vào một cái gì để cho nó thẳng, nào dây nó được thẳng. Đấy. Đây là một cái lưỡi câu chuẩn, nên là các bạn cứ nhìn vào đây nhé, mình không nói chi tiết hơn nữa. Các bạn cứ nhìn vào lưỡi câu để biết xem là cái lưỡi của mình có đạt hiệu quả, đạt chuẩn hay chưa nhé. Các bạn xem video thì nếu mà có cái câu hỏi gì thắc mắc thì hoặc là nhờ tư vấn thì các bạn cứ để ở phía dưới ở phần comment nhé, cố gắng giải đáp cho các bạn. Thì cũng là chia sẻ cái đam mê thôi, đam mê về cái thú vui câu lươn. Thì mình nhìn thấy là có nhiều bác cũng có cái thú vui câu cá thì họ chia sẻ rất là nhiều, cho nên là mình có cái thú vui câu lươn nên mình cũng chia sẻ cho các bạn. Đấy, thì Facebook mình cũng có và YouTube mình cũng làm. Đấy, thì các bạn xem thì nhớ ủng hộ kênh của mình nhé. Video của mình hôm nay đến đây là hết rồi. Thì xin chào và hẹn gặp lại ở các video tiếp theo.